Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và Bitcoin. Mình có tập trung cho những vấn đề khác nữa, nhưng riêng cái video này chỉ Bitcoin. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 4 2023 hoặc khoảng cỡ 8 giờ 30 sáng, có nghĩa là khoảng cỡ 8 giờ 30 tối. Nghe. Thì nó có những cái thống kê của Mỹ đẩy ra, những cái data cũng giống như cái unemployment rate là cái con số thất nghiệp, cũng giống như non-farm employment chain là những cái người mà tìm được việc làm mà không có làm trong nông trại này nông trại kia, nghe, việc trồng trọt. Và average hourly earning là một cái con số mỗi người trung bình đó, mỗi giờ người ta kiếm được bao nhiêu. Thì những cái thông tin đó sẽ đẩy ra trong ngày hôm nay lúc 8 giờ tối, 8 giờ 30 tối Việt Nam. Thì những cái thông tin này thì nói chung nó không có tác động gì máy với Bitcoin nha, không có tác động nhiều lắm, ok, không thường là vậy, ok. Thì không biết tối nay nó sẽ như thế nào, ok. Hồi hôm qua thì nó có cái thống kê là jobless claim, có nghĩa là những cái người mà thất nghiệp người ta xin tiền nhà nước á, trợ cấp á, ok. Thì trước khi một ngày mình đang không biết là bao nhiêu tin, nghe bạn, nếu bạn có thời gian bạn nên đọc những cái tin này, bởi vì nó liên quan 1000% với tiền điện tử và Bitcoin và gọi là nguyên cái kinh tế trên toàn cầu, nghe, nếu được dành thời gian cho trên đây. Tại vì hồi hôm qua mình có đăng cái tin này lên, ok. Mình đăng 22 giờ trước mà mình đăng tiếng Anh. Xong có người thì hỏi là cái con số 200 là gì anh? Ok. Thì đơn giản là bạn có thể kéo xuống chút xíu thôi, là job là claim nè, nó nói về thất nghiệp nè, nó nói về đây thì rõ ràng là cái con số này. Ok, bạn có thể kéo thêm chút xíu nữa. Nghe, đây là cái bài. Sau đó là mình phải gọi là, bởi vì mình đăng, nhiều lúc mình đăng tiếng Anh thì bạn không hiểu thì mình quay lại giải thích, ok. Và nếu mà bạn hiểu được cái đó là bạn có thể chốt đơn được rồi, để mình đâu. Sau đó là mình phải đăng lại, sau đó là mình và giải thích ở trên. Dưới 200, ok, dưới 200 Bitcoin giảm, hơn 200 Bitcoin tăng. Và 200 là 200 gì? Ok. 200 là 200, hơn 200 là hôm qua cái con số nó được đẩy ra là 228. 228 người đã gọi là xin tiền trợ cấp, thất nghiệp nha, 228.000 người nha. Và nó thống kê mà gọi là suy đoán á, thì khoảng cỡ 200 thôi, nhưng mà nó lên hơn cỡ 28.000 người. Ok. Và ở đây thì mình nói là nếu mà nó hơn 200 thì Bitcoin sẽ tăng. Và cũng giống như vậy. Lúc thống kê đẩy ra thì nó nằm ở, mình vẽ sẵn cho bạn luôn cái vành đỏ đỏ này. Và nó có sự tăng trưởng đâu lên khoảng cỡ 1 chấm mấy % mà. Ok. Nói chung nếu mà bạn có một Bitcoin mà bạn mua vô dựa theo cái gọi là cái chống lưng của mình, vừa rồi nó rớt xuống dưới đây là đâu 27.700, mà cái chống lưng của mình đưa ra là 27.800, gần giống nhau. Mình nhờ mà trước đây nếu bạn không hiểu làm sao để dùng những cái chống lưng này hay là kháng cự thì nên quay lại những cái video nó nằm ở trên đây, ở trên cái trực tuyến để coi, ok. Lúc nào mình cũng nói, lúc bạn mua vô không, những con số này mình đưa ra không phải đánh chính xác với nó, đánh khoảng cỡ 70 tới 100, lệch chút xíu, nghe. Và nếu mà bạn đánh trên 100 cái con số này là có nghĩa là 27.700 thì chính xác là nó có thể cắn đơn được, ok. Và bạn có thể đu đỉnh lên, bạn đu đỉnh lên và bạn có thể gọi là lời đâu khoảng $300 nếu bạn đã mua một Bitcoin. Thì những cái con số mình đưa ra nha, cho những bạn mới nha, nó cực kỳ chính xác, nó có cả trăm cái đầu nghiên cứu về nó, ok. Nên dựa theo những cái thông tin mình đưa ra, ok. Và nếu bạn chưa hiểu, ok, thì quay lại những cái trực tuyến mình đã làm, nghe, đã ngồi với gia đình thứ hai của mình tới nhiều lúc tới 2 giờ sáng để làm những cái thông tin này, ok. Thì quay lại coi nó, ok, để bạn có gọi là một cái sự cập nhật, chuẩn bị trước để cho chuẩn bị những cái ngày và tuần và tháng tới đây. thì nó hơn 200 đúng không? Thì nó Bitcoin tăng thì nó có cái sự tăng trưởng đâu vài trăm đô, nói chung không đáng kể, không đáng kể lắm. Okay. Ở đây mình có cái màn hình, okay, Bitcoin dominance là cái phần trăm Bitcoin chiếm trong nguyên cộng đồng tiền điện tử. Thì ngay bây giờ nó là 47.4. Vừa rồi nó có đi xuống hơn chút xíu nghe, mà nó có sự hồi phục đâu khoảng 0.30 á. Ok. Đây cho những người cũ thì cái này là cái chuyện mà gọi là mình nói hàng ngày, chắc bạn cũng chán nghe nó rồi. Ok. 2 năm vừa qua bất cứ nó lên lúc chỗ đó, nó lên đây khoảng cỡ 47.5 và 48.5 thì nó quay đầu đi xuống, và nó đã quay đầu 1 2 3 4 5 5 lần rồi trong 2 năm. Thì cái lần này thì nó sẽ như thế nào? Ok. Và nếu nó Bitcoin quay đầu đi xuống, ngay bây giờ nó vừa rồi nó có đi xuống chút xíu rồi nó đi lên lại nè. Ok. Nếu Bitcoin quay đầu đi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu Bitcoin quay đầu đi xuống, cái này là cái phần trăm Bitcoin chiếm trong nguyên cộng đồng tiền điện tử nghe. Nếu Bitcoin quay đầu đi xuống thì tất cả những cái đồng khác nó sẽ bay nghe, tất cả những cái đồng khác trong cộng đồng tiền điện tử sẽ bay. Số phần trăm nhiều là sẽ bay, cũng giống như là những cái đồng mà có những cái market cap mà trên cỡ 10 tỷ là chắc chắn là bay, giống như ADA, okay, Ethereum, Cosmo và những cái vân vân. Ok. Và vừa rồi nó vẽ là nó lên đây, đây là mình đang nằm ở trong khung ngày nghe. Nó nằm ở đây cũng khá là dài rồi, nhưng nó không có thể đánh vỡ nó được. Ok. Vừa rồi nó đã nằm ở đây 18 ngày rồi. Nghe một thời gian khá dài. Ok. Nhưng nó phải cần phá vỡ nó. Ok, và bay một cái vèo đi lên nếu cái con giá Bitcoin, nếu cái thị trường châu này nó mạnh. Ok, châu này nó mạnh, và cái con sẽ kế tiếp, cái chống cự kế tiếp là khoảng cỡ 50 52. Ok. Thì ngay bây giờ gọi là cái thời gian mà là thử thách thôi chứ không là gì hết, thử thách. Ok. Nói chung trong cái video này, cho những cái người đã coi những cái cập nhật những cái video trước thì nó không có sự thay đổi gì mấy nha, nhưng ở đây mình sẽ giải thích cho thêm vài vấn đề này cho bạn hiểu và có một cái sự chuẩn bị trước thôi. Ok. Ở đây mình đang nằm ở trong cái khung tháng, và giá Bitcoin đâu đang ở đây là 27.800. Ok, đâu vừa vẫn 27.800 à. Kháng cự mình đã đưa ra cho bạn. Ok. Chống lưng mình đã đưa ra cho bạn cả biết bao nhiêu cái video trước rồi. Ok. Thì con số mà nó đang ngừng ở đây thì nó không phải là con số là mới mẻ cho chúng ta. Thì đây nhiều lúc các bạn xóa nó hết. Ok, nhìn ra một cái khung gọi là cái khung tháng. Bạn tắt hết. Ok, thì bạn mở lên bạn nhìn rất là rối. Ok, thì bạn nhìn thấy cái bức tranh là thì vừa rồi nó ok ta ở dưới, xong nó lên được đâu 70.000, xong nó hồi lại. Ok, và ngay bây giờ là nó có cái tín hiệu là nó bay lên lại. Ok, bay lên lại. Và vừa rồi mình cũng cho bạn coi một cái gọi là cái khung 3 tháng á, thì cái cây nến vừa rồi, cây nến màu xanh vừa rồi á, thì dựa theo quá khứ những cái chu kỳ trước nghe, là cái cây nến 3 tháng đó là cái cây nến thường là nó cho bạn cái tín hiệu là cái thị trường châu đã bắt đầu. Ok. Nhưng lúc mà thị trường châu bắt đầu đà đi lên á, thì không phải là nó xanh hoài đâu. Nhiều lúc có những tháng nó vẫn có màu đỏ, là 3 tháng màu đỏ, sau đó nó lại quay lại xanh và nó tiếp tục cái đà của nó là đi lên. Ok. Và nếu bạn chưa cập nhật được những cái video đó thì bạn nên quay bên những cái livestream để coi, hoặc coi nó ở bên đây. Ok. Ok, thì ngay bây giờ là cái kháng cự kế tiếp trực tiếp của nó là đây, đâu khoảng cỡ 32.000, đúng không? Rồi lên khoảng cỡ 30, 35.000. Thì đó là hai con số là bạn nên quan tâm. Cái kỳ này khoảng cỡ 35 hoặc lên tới khoảng cỡ ít nhất cũng phải là 35, 37, 40.000. Thì đâu cái vùng như thế. Ok, chừng nào cái nó lên thì mình sẽ dựa theo Elliott Wave, mình đo sóng và mình cho bạn một cái con số chính xác. Ngay bây giờ con số chính xác ngay bây giờ, để cái này ghi những con số này xuống để cho bạn nhớ này. Thì rõ ràng bạn biết rồi là okay, chút nữa mình chia sẻ cho bạn. Ok, đây là khung tháng. Đây là khung tuần. Ok. Xóa này luôn. Ok. Thì ngay bây giờ bạn thấy nó ở đây nè. Nó vừa vặn ở đây, với vừa vặn ở đây. Vậy ở đây là cái chỗ mà nó chống cự rất mạnh, nó có một chữ chống cự rất mạnh mà mình cũng đã nói cho bạn cái con số đó luôn rồi. là 28.000 và 29.500. Vừa rồi cái điểm đỉnh của nó, vừa rồi nó lên được á, cao nhất á, là 29.200. Nếu bạn zoom vô bạn sẽ thấy đâu khoảng cỡ 29.200 nằm đây. Ok, 100 mấy là chưa được 200. Sau đó là nó hồi lại mà mình đang nằm trong cái khung tuần. Ok. Thì nếu bạn zoom ra vậy á, thì nó dễ thấy hơn nè. Bạn thấy cái chỗ này nó chống lưng không? Đây là cái khung tuần nha. Ok. Đây. Và nó đang nằm ngay chỗ đó luôn một thời gian khá dài rồi. Và đây mình nói là 1, 2, 3, 4. 4 tuần rồi. Tuần này là tuần thứ 4. Ok. Nhưng nếu nó đánh vỡ được con số 29.500 thì ra cái con số kế tiếp là 30.600 và 30, 32.000, 35.000. Cũng giống như mình vừa nói ở đây. Ok. Và có thể cao hơn nữa trong những cái tuần tới đây. Có thể là những cái tuần tới đây. Okay. Đây mình đang nằm trong cái khung ngày. Okay, thường thường là mình mở cái này lên thì nó hơi rối, đúng không? Cho những cái người nào mà cũ thì đây là một chuyện quá bình thường. Ok, và mình đã nói với nhau cả trăm lần rồi chứ không phải là một lần. Bất cứ lúc nào giá đi lên, RSI đi xuống thì có nghĩa là cái thời gian giá đi lên, RSI đi xuống có gọi là ngược lại, nó gọi là divergent, bearish divergent, là nó một cái sự ngược lại rất là xấu. Ok, thì nó nghĩa là nó cần cái thời gian bập bên rồi đi xuống, rồi tạo cái móng rồi đi lên, bập bên xuống nha. Thì ở đây cũng vậy, giá đi lên, RSI đi xuống. Ok, nó nghĩa là bập bên xuống, tạo cái móng rồi đi lên. Vừa rồi nó cũng xảy ra ở số 3 và số 4 và số 5, giống hệt vậy chứ không khác gì hết. Ok, thì mình xóa cái này đi. Thì vừa rồi nếu bạn đo từ ở đây tới đây nha, từ đây đây thì giá đi lên nè, RSI đi xuống. Có nghĩa là thời gian kế tiếp thì nó là gọi là bập bên thôi, nhưng cái đà là đi xuống, xuống nhiều hơn. Ok, tới khi nghe, tới khi mở cái này lên đi, tới khi bạn tới khi mình phải làm lại cái này luôn, tới khi bạn cần cái RSI này nó phá vỡ cái đường màu xanh này, nó cắt ngang đi lên thì đó là cái tín hiệu. Ok, tín hiệu ok là cái trend này nó thay đổi. Ok, đây là cái tín hiệu mạnh nhất. Ok, và cái tín hiệu thứ hai bạn nên quan tâm là lúc mà bạn thấy cái giá ngay bây giờ là ở đây là gọi là cái giá lên, RSI xuống, có nghĩa là nó phải là bập bên nhưng mà phải đi xuống nghe. Nhưng mà nếu bạn thấy cái giá nó bung một cái vèo lên, có nghĩa là cái bập bên đi ngang và đi xuống đã kết thúc. Ok, và chuyện đó là mình không phải là chuyện mới mẻ, mình đã nói với bạn cả trăm lần rồi. Ok, bởi vì đây là một cái cũng là giá lên, RSI đi xuống. Ok, bởi vậy nó thời gian vừa rồi là cái nó đi lên xuống thôi, nhưng cái đà là xuống. Ok, mà để phá vỡ cái đà đi ngang và xuống thì nó phải giá nó bung một cái bèo lên. Ok, nếu bạn vẽ một cái đường ở trên đây, chắc cũng đã vẽ rồi để coi đó, nếu bạn vẽ cái đường lên này, ok, kéo thẳng nó ra luôn, nếu mà nó bay một cái bèo lên thì nó đã là cái ngược lại, nó sẽ kết thúc. Ok, ngắn hạn ngay bây giờ đừng có suy nghĩ là nó sẽ bung giống như vậy nghe, đừng có suy nghĩ nó sẽ bung giống như vậy, giống như vậy. Ok, xin lỗi bạn. Ok, bởi vì ngay bây giờ là nó đang trải nghiệm là cái divergent, cái bearish divergent, có nghĩa là nó rất là xấu. Ok, và cái MACD nó cũng đang nói lên cái câu chuyện giống như vậy. Trong cái MACD, lúc mà bạn có một cái mở cái MACD lên á, ok, thì bất cứ cái lúc nào mà cái chỉ đỏ nó nằm trên xanh á, có nghĩa là nó rất là xấu, có nghĩa là giá đi xuống. Ok, và dưới đây bạn có thể thấy là nó mới hình thành cái đỏ thôi, có thể là nó phải xảy ra thêm những cái đỏ nữa, có nghĩa là giá nó phải đi ngang và xuống nữa. Ok, trong những thời gian ngắn tới đây. Ok, thì đó là làm sao để bạn đọc được cái tín hiệu. Bất cứ lúc nào thằng đỏ nó nằm trên thằng xanh thì có nghĩa là giá đi xuống, cũng giống như đây. Ok, thằng đỏ nằm trên xanh, nó đi xuống. Ok, đỏ nằm xanh thì bạn có thể xác định nó ở đây nè. Ok, đỏ nằm trên xanh nó vừa cắt ngang thôi, đúng không? Cắt ngang thì bạn có thể xác định là ok, từ từ giá nó sẽ nguội lại, bạn thấy không? Ok, ở đây cũng vậy, bạn đi đúng vậy như vậy luôn, đỏ cắt lên xanh thì giá nó từ từ nguội lại. Ok, thì mình dựa theo cái đó để mình gọi là mình chốt đơn, mình biết nó đi đâu. Ok, để có một sự chuẩn bị để chốt đơn. Lúc nó lên bạn cũng có thể làm được tiền, lúc nó xuống bạn cũng có thể làm được tiền, và làm như thế nào thì chút nữa mình sẽ chia sẻ một cách kỹ càng hơn cho bạn. Ok, xin lỗi bạn. Hôm nay là ngày đầu tiên mình không có uống cà phê, mình uống trà xanh, cái giảm bớt cà phê. và thì chút nữa mình làm được cái livestream 8 giờ rưỡi, không biết có buồn ngủ hay không. Ok, tiếp tục. Mình đang nằm trong cái khung 4 giờ. Ok, và vừa rồi mình cũng đã chia sẻ, nếu bạn không hiểu quay lại cái video vừa rồi để coi. Cho những cái người mới đăng ký cái kênh hôm nay, ok, nếu bạn muốn coi những cái video trước đó thì có thể nhắn vô cái số Zalo ở trên Tiền Academy, số Zalo nằm đây. Ok, mình nhắn vô trong đó mà nói cha mình xin những cái video mà trước đó thì để bạn có thể quay lại để coi. Ok, và sau coi hết được đó là có thể là quay lại ở trong cái trực tuyến, rồi sau đó những cái video để coi, để hiểu. Ok, bởi vì mình sẽ không lặp đi lặp lại những cái chuyện mình đã nói cả ngàn lần rồi. Ok, nếu bạn vẽ để đây coi. Ok, nếu bạn vẽ một cái đường ở trên đây nghe, bạn vẽ một cái đường ở dưới đây, thì vừa rồi giá vừa rồi á, những cái tuần vừa rồi á, ok, nó chỉ bập bênh lên xuống thôi, chứ nó không đi đâu hết. Nó vẫn nằm trong cái con số ở trên đây á, là khoảng cả 29.000, và ở dưới đây á, là 25.500. Ok, và vừa rồi nó nằm ở trong cái khung đó và bập bênh xuống lên thôi, chứ chả đi đâu hết. Ok, có xuống và có lên, có xuống và có lên, xuống có lên, chả có gì gọi là nghiêm trọng xảy ra trong biết bao nhiêu ngày trời rồi. Ok, để coi cho lại đây đi, 21 ngày rồi, cả tháng trời đã nằm ở đây rồi. Ok, cả tháng trời rồi. Ok, tiếp tục. Đây là cái khung. Ok, thì cái khung giờ, ok, và nó cũng gần, nó giống như những cái video vừa rồi mình đưa ra, cho nó không có một sự gì thay đổi hết, khá là gọi là tiếng Anh gọi là boring, có nghĩa là không có một cái sự dao động gì hết, nó cũng giống như vậy chứ không khác gì hết. Ok, thì vừa rồi hồi hôm qua, ok, giá là nó đi xuống dưới đây. Ok, và cái thống kê nó ra thì mình đã cập nhật ở trên Zalo cho bạn. Ok, mình không làm được video, mình đã cập nhật trên đây và mình nói là nếu mà nó hơn 200 nghe, những cái người mà đi, cái người mà gọi là xin tiền trợ cấp á, hơn 200 á, thì giá sẽ tăng, và nó trùng hợp là nó có cái sự tăng lên, nhưng vừa rồi nó lại giảm lại. Ok, tăng lên có nghĩa là ok, và mình cũng đã đặt luôn câu hỏi trên đây, ai đã chốt rồi, ai đã thắng rồi. Ok, ai đã bán, ai vẫn giữ. Và sau đó tối hôm đó mình làm một cái video, mình nói, mình đã chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Ok, ở đâu ở trên đây. Ok, cái suy nghĩ của mình á, trong cái thị trường này nhớ là đừng cứ cưới một đồng nào hết. Cưới một đồng là chỉ một đồng để cưới, là có nghĩa là giữ lâu dài là Bitcoin. Nhưng bạn phải có hai tài khoản. Tài khoản đầu tiên là chỉ có mua và quăng vô trong đó thôi, là bỏ vô ví lạnh, giữ nó năm này qua năm nọ, 10 năm này, 20 năm này. Ok, ví lạnh. Nhưng một tài khoản có nghĩa là mua vô bán ra, mua vô bán ra, mua vô bán ra, để nếu mà cho những cái bạn mà có vốn ít thì bạn vẫn có thể gọi là góp gió thành bão. Nghe, thì vừa hôm qua là bạn có thể mua vô với cái kháng cự này, và lên là bạn bán, lên bạn bán. Ok, và lên bạn thấy không? Nếu bạn vẽ một cái đường từ bên đây nè, đi thẳng qua bên đây luôn, bạn thấy nó ngừng ngay lúc đó luôn hả? Bạn thấy nó ngừng ngay lúc đó không? Thì chỗ đó là bạn bán. Đơn giản là vậy, như đang giỡn. Ok, và nếu ok, bạn đi lại nữa, ok, để cho nó xuống lại, đúng không? Ở đây là nhiêu? 27.762, và con số lại nhiêu? 27.800, là cái chống lưng của mình. Nhiều lúc nó sẽ ngừng trước cái con số này, khoảng cỡ từ 50 tới 100 đô, thì vừa rồi nó ngừng ở đây. Sau đó mà không phải là ở đây, ngay bây giờ mình đang nằm trong cái khung 1 giờ nghe, không phải là ở đây là mình mua, và không ở đây là mình mua, mình có thể mua ở đây là cái nến màu xanh. Sau đó bạn đu đỉnh lên chút xíu, bạn bán, thì có nghĩa là bạn lời 20-30 đô, cả 100 đô. Nếu bạn có 1 đồng Bitcoin để trade thì bạn lời vài trăm đô trong một ngày, là một chuyện khá là bình thường, gọi là một ngày không dao động. Không có dao động nhiều, bạn vẫn chốt đơn. Ok. Chứ đừng có đợi là em đợi nó tới 28.700 rồi 28.900, 50.000 rồi em mới bán. Không, ngay bây giờ bạn vẫn có thể chốt được. Nghe, chốt xong rồi bây giờ bạn mua lại cũng được, đâu có muộn đâu. Bởi vì sao? Ngay bây giờ tất cả mình đưa ra cho bạn chỉ là xác suất là bao nhiêu phần trăm đi lên và bao nhiêu phần trăm đi xuống. Nhưng ngày mai nếu nó xảy ra một cái sự cố gì, đúng không? Thì giá nó đi một cái vèo đi xuống thì không có thể ai biết được chuyện đó. Giống như ngày mai thằng Mỹ nó ra nó bán ngầm hết tất cả những cái Bitcoin trên nó sở hữu, thì giá Bitcoin sẽ đi đâu? Ok, bởi vì vậy cái tài khoản mà mình gọi là trade giao dịch hàng ngày á, thì cứ xuống, giá xuống mua lên bán, giá xuống mua lên bán, giá xuống mua lên là bán, vậy thôi. Ok, và bán lúc thắng thì bỏ 50% cái phần thắng của mình vô cái ví lạnh, thì cái ví đó là ví chết, không đụng tới nha. Mà giữ nó khoảng cỡ từ đây tới cuối năm, qua giữa năm 2024 là bạn có thể trở thành những người có tài sản rồi. Nghe, tùy theo cái vốn đầu tư lúc ban đầu là gì. Ok, thì phải mua vô bán ra, mua vô bán ra để cho những cái người gọi là để góp gió nha, thành bão. Ok, những con số này thì mình cũng đã trao cho bạn rồi. Để mà nó bây giờ nếu mà giá nó vẫn là có cái đà đi xuống, ok, thì nó phải chống ở 27.500, 27.500 tệ lắm là 27.000, sau đó là nó phải quay lên lại, quay lên lại. Ok, và nếu mà nó không lên, quay lên lại thì đây là những cái chống lưng của nó. Và cũng đã nói rồi, lúc mà nó rớt xuống thì cho là ví dụ đi, một ví dụ là rớt xuống 26.200, không có cái thường nghe là nó không đi thẳng xuống luôn 24.900, nhưng nó rớt xuống dưới đây là gọi là nó nghỉ chân nghe, nó nghĩa là xuống tới đây là nó đụng 26.200, xong đó nó nhảy lên chút xíu, nó nhảy lên khoảng cỡ 500 đô, 1.000 đô gì đó. Ok, thì lúc mà nó chống được ở đây thì mình mua vô ở đây, rồi lúc nó đi lên là cái nghĩa mình xả nó ra. Thì nó là vậy, cái công thức mà mua vô bán ra, dùng những cái con số này để chống lưng. Ok, khá là buồn ngủ, không có cà phê. Ok, 27, đây là những con số chống lưng mình đã cho bạn rồi, và những cái con số chống lưng ở dưới đây nữa. Ok, 24.320, 25.200, và có thể tới được 17.500. Nếu xuống được 17.500 thì có nghĩa là cái thị trường gấu á, nó đang ở đây, nó đã bắt đầu lại. Ok, quên đi cái thị trường trâu đi, nhưng ngay bây giờ cái phần trăm đi lên là cao hơn đi xuống, nhưng nó cũng lệ thuộc vô là nó sẽ đi ngang và xuống bao lâu nữa. Nó càng đi ngang và xuống bao lâu nữa, có nghĩa là cái hướng mà để nó bay lên á, cái hướng mà nó bay lên á, thì nó gọi là nó mất cái sóng của nó đi, có nghĩa là nó phải đi xuống. Mình cần nó đi lên càng sớm càng tốt, còn nó đi xuống thì có nghĩa là mình sẽ mất. Mình có gọi là cái sóng mà đi lên đó là nguội lại, cái sóng đi lên này nguội lại rồi. Ok, những con số này. Ok, 28.000, 28.700, 28.800, nó khá là gần nhau quá. Ok, xóa luôn đi, một cái luôn đi. Ok, 28.800 là đây. Cái tín hiệu đầu tiên là cái trend này nó bắt đầu phá vỡ và đi lên, gặp được những cái con số giống như 30.000, 30, 30.600, 32.000, 35.000. Ok, đây là cái tín hiệu ok đầu tiên. Rồi để nếu mà cho những người chắc chắn thì mình đợi tới đây nè, nó phá vỡ cái 29.500 thì lúc đó là mình mua vô để ôm lên để xả. Ok, bởi vì nó lên đây nó gặp kháng cự thì nó sao? Nó phải hồi phục đi xuống lại thì lúc đó mình mua, và nó lên thì mình xả, hồi phục đi xuống lại mình mua, thì nó lên là mình xả. Ok, nhưng nếu nó rớt xuống cũng giống như vừa rồi, rớt xuống dưới đây. Ok, cho là ok, số rớt xuống đây là đâu? 27.200 mấy. Và nếu mà bạn zoom ra, nó cái chống cái vừa rồi của nó là ở đây, nó trùng hợp. Ok, nó chống ngay chỗ cái lịch sử của nó. Bạn có thể vẽ một cái đường vàng đi ngang qua, và bởi vì vậy mình có thể đu đỉnh vô mua. Ok, dựa theo cái chống lưng và đu đỉnh đi vô mua, rồi lên tên tới đây là mình xả. Có nghĩa lúc nó giá nó đi xuống, ok, thì mình vẫn có thể làm được lợi nhuận, bởi vì nó sẽ chống thường chứ nó không phải đi một cái vèo đi xuống đâu. Ok, thì bởi vì vậy mình mua vô rồi lên là mình xả. Ok, vậy thôi. Ok, ngay bây giờ là mình cần nó cái phần trăm đi lên cao hơn, nhưng mình cần nó phá vỡ, đừng có kéo ra dài quá. Và hôm nay là cũng là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy, Chủ nhật. Thì cái thị trường thứ Bảy, Chủ nhật nó không có thật bằng thứ Sáu, thứ hai, thứ Sáu, bởi vì nó sẽ thiếu những cái con cá mập, cá heo, những quỹ lớn chơi ở đây, thường thường là vậy. Ok, Vậy thôi, ok, thì đó là những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn. Và vừa rồi nó đang nằm ở trong cái trend này, màu xanh này nè. Hai cái màu xanh này, màu xanh này, màu xanh này. Ok, nó có cái vẻ là cái đà là đà đi xuống, nghe, đi xuống. Nó cần phá vỡ hai cái này để nó gặp được cái ngày gọi là tốt hơn, nghe. Nhưng mình chưa thấy được điều đó, bởi vì là ngoại cái nguồn tiền đang chưa có rót vô Bitcoin. Nó đang đợi một sự cố gì nó xảy ra, ok, để cho nó mua Bitcoin rẻ, rẻ và rẻ. Ok, ok. Nếu bạn coi cái này mà mình chưa hiểu thì quay lại những cái trực tuyến và sau đó những cái video để coi. Ok, và bạn có thể liên lạc ở trên đây, ở trên đây, trên Tiền Academy. Đây là cái tên, cái tìm chỗ để tìm, ok, để đặt câu hỏi và mình sẽ trả lời cho bạn. Ok, vậy thôi, xin chào mọi người.